Chào các bạn, mình đang trả hàng đường rời tại một cảng của Indonesia. Kiểu đường hoa mơ này cực kỳ thơm luôn. Mình đã đeo hai lớp khẩu trang nhưng vẫn còn nước mũi đây này. Ở đây người ta cẩu hàng từ tàu lên bằng áo, sau đó thả xuống một cái phễu rồi mới xuống xe có thùng chứa. Tuy nhiên lại cần tới 4 thanh niên chỉ ngồi ở đây để thông cống, hay chính xác hơn là thọc que vào 4 cái đường ống giống như vú bò này để đường chảy xuống mà không bị tắc lại. Không ngờ ở nước ngoài lại có nhiều công việc nhẹ lương cao đến vậy. Phía trên đây người ta lại cho vào bao vì xe này để chở container nhưng lấy chưng dụng chở hàng luôn. Phía xa thì có mấy anh đang tranh thủ trèo hẳn lên nóc thùng dùng xẻng thông cho nhanh để con về với mẹ, chứ xỏ ống ba que thì hơi bị lâu. Ở đây thời tiết rất xấu, rất hay mưa, các bác nhớ để ý đấy nha.